Hello mọi người. Quay như tí kệ sao bộ mày nó quá. Tổng nó chịu khổ chịu. Nó bắt cặn nó tay. Kệ thôi. Chị giữ chị rồi. Quay như tí kệ. Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Thu Phương Dũng nha. Mọi người nhớ và đón xem sáu nước ai sẽ là người chiến thắng. Ủa lửa nặng lắm, nặng cái lòng em đó. Không làm gì. Cái này là của ai vậy? Cái này là của Bảo Ly nha. Đúng rồi. Hello, hello mọi người, welcome mọi người đến kênh của kênh YouTube của Vũ Thu Phương nha. À, mọi người chuẩn bị đón xem Hoa hậu sáu nước một có 102 của kênh VLX Vũ Thu Phương nha mọi người nha. Ba không có gì đâu mà xem. Trời ơi. Giới thiệu em tên gì nhỉ? Anh bắt tụng cảnh gì nhỉ? Em giấu tên. Em giấu tên. Em giấu tên cho mọi người nha. Ta nào ấy. Hello mọi người. Cái hiệu nước của mình là đang diễn gì? Nó chưa đi. Nó được ba bán được xù. Rồi chút tin đó nó hết này. Cái này quay nha. Nha. Em là Nguyễn Nghi Hương, Gò Công, Tiền Giang. Em là Nguyễn Thanh Quỳnh. Cái lòng tâm của anh. Cái muốn tròn. Còn cái này nó hai diện. Không có muốn tròn. Mày tròn. Đó cái đó đó. Cái cục tròn tròn, cái đầu để đó thôi. Nó về nhạt hơn. Hello mọi người, em tên là Dạ Bảo Ni. Cái gì nữa? Hello tất cả mọi người, mình chuẩn bị quay một cái video nói về cuộc thi hoa hậu của quốc tế. Mọi người hãy theo dõi kênh YouTube của VLX Vũ Thu Phương nha. Giờ mình chuẩn bị đây. Hello mọi người nha. Cũng có cái lọc đi. Đây là mình đó nha. Con vàng đó. Vâng, biết rồi. Con giải mà con thái chị. Giống như nãy là ngồi chồng cổ thì mặc thay đồ luôn. Kìa chỉnh vô đi, quay xuống. Chỉ bảo dạy chồng cổ vậy là tóc chứ. Đây này nè. Không, đó cũng vậy. Tao để vô rảnh em rảnh. Ôi. Ôi. Ủa giúp cô dâu quá vậy trời. Ủa giúp cái túi tôi ghê lắm. Nó bận. Anh dịch vô. Anh dịch cái vô đó. Cái là đó, cái dịch cái gì đó. Ủa cô dâu quá à. Cứ ai vợ, cứ ai về bà nội. Chú rể cho má. 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 Anh không biết làm. Chắc cái này biết tí. Chắc có tâm cố định ở trên này với cái cục ngoài luôn. Chú rể cho má. 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 Đi đi đi. Hả? Em biết. Biết cái gì? Hả? Không của chị. Hỏi giá thì cũng gắn. Đợi bánh đờ xuống quay quay nhé. Tha cái mặt còn. Đồ quá kia mày. Bỏ nó nghe một lát cũng phải chiếc đi đi cho thoải mái. Thôi chiếc rồi. Không có đủ chỗ đâu. Không có chỗ đâu em. Chị kêu xem muốn làm chỗ đây. Chợ âm mua đồ cả nhà. Dung có một cái thử thách nha. Ở cái này nội sao vậy trời. Xe mai như xe. Trời ơi. Phương mở ra hết hồn với em. Trời ơi, mình đâu mới làm. Thử không ai đi chỗ này. Thôi cái đó là. Cái gì cắm cho tôi?
hai là bên nóng ở trên xe cũng được. Em lên trước lên nhà. Mỗi khi bên xe ba gác. Không có tên ta taxi được cái taxi nữa là ta sẽ nói bé. Ba điện ma. Không hồi như thế này. Em đi qua hậu luôn. Để có thay đổi em đi. Tên cái gì vậy? Tính rồi. Cái gì? Em tên là Võ Bảo Ni. Em đại diện cho nước Chị Chai nè. 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 Rất là thoải mái với mọi người, không có nặng đầu. Không, mà nói không nặng thì cũng đúng. Hơi nặng một tí nhưng mà tại vì đam mê và mình thích. Nên mình cứ nghĩ là nó nhẹ. Mình coi như là nó nhẹ. Hôm nay em có muốn đàn đi như vậy không? Dạ muốn với anh. Em muốn em là tỏ sáng đêm nay. Sáng đêm nay. Nó nói làm cái này mình phải có yếu tố bất ngờ ấy má, chưa gì lộ mình nắm hết trơn rồi. Hôm nay cô đi đâu mà đẹp vậy? Dự thi. Mua giả. Rồi. Mỗi 6 thay chim. Làm ơn 6 thay chim đi. Hai giờ đi vô phòng. Quá Phương ơi. Hai cháu ấy rồi. Giờ giống mẹ mèo Phương. Chớp, mẹ mèo vậy. Đi, nó chữa cái này rồi. Đây là chị Nhi nè. Không có chồng ai gì bé. Đâu quá, xù rồi. Có gì mời. Đây là giấu đi mọi người. Em đi quay kênh TikTok của chị ơi. Ủa, mọi người quay cho chị ơi một sắc hình. Thấy là mọi người. Em chơi chị thì đây mình chơi em như kiên trần nha. Giờ đây là mình đã hoàn thành xong việc makeup và cái gì đã chi bóng trời vậy? Đang đợi chị nè. Đang đợi mọi người xong rồi mình di chuyển qua khu vực quận 2. Em đang đợi ở nước nào? Dạ thì đúng rồi. China đó mọi người. Đi quên nghe. Đi đám cưới với mọi người.